nói cái thằng này, nhà còn chưa bề bộn nữa mày đưa những cái thứ này về cho tao dọn mệt à? Trời ơi má ơi, Noel sắp tới mình phải làm cho nó có không khí chứ. Noel nói cái gì? Trời Tây á, người ta có tuyết bay lất phất người ta làm mới đẹp. Còn mày nhìn nhà mày coi này, đất này, vách này, gỗ các thứ làm tao dọn mệt luôn á. Má cứ làm quá lên không mà quan trọng cái không khí cái tinh thần được rồi. Không khí cái gì? Thôi đi vào nhà lo đi, chiều mình bán hàng đó. Rồi con trang trí xong rồi dẹp. Merry Christmas. Trời ơi, mày còn thuê cả cái con nằm xiếc ở đoàn về nữa hả? Con thuê làm cái gì? Con này gì thơm. Ê, cho mày kẹo nè. Trời ơi, thôi má ơi, có mấy cái bán đi, bà đặt cho với tặng nữa. Ừ, có gì đâu, bình thường mày cho cơm tao thì giờ tao cho mày kẹo lại, coi như quà Giáng sinh. Thế bây giờ có ăn cơm không? Cơm gà xối mỡ đó. Ăn, xong mà. Mà hay quá ta, trùng hợp nha. Cái mùa này ở bên Tây á, là người ta ăn cái con gà Tây quay gì đó, ngon dữ lắm. Bây giờ có ăn không? Ăn, nhưng mà gói mang đi cho con nha. Tại vì con còn bán kẹo nữa. Nè. Cha hay ta, biết ý tôi á. Còn phải đi bán kẹo nữa. Con đi nha gì? Rồi, xin bán đi. Thank you very good. Chán nhở, làng này chẳng có gì chơi luôn. Ê, cái gì á? Chặn lại cho. Ôi xài ơi, heo gà. Mày ăn làm gì vậy? Ôi, con gái mày ạ. Ôi xài ơi, trở lại chơi với anh nhá. Ai làm chơi với tụi mày? Ui, gắt thế à. Nhưng mà anh thích. Ê, chở anh đi chơi nhá. À, nhanh nè, nhanh nè. Đấy. Đừng, té. Buông ra té. Đeo cái đầu to như thế kia mà sao cho tông của người ta. Không có ăn đến sao mày. Cô, chạy. Anh ơi, anh có sao không anh? Chết rồi, giờ làm sao đây? Chị có biết á, là khi mà mình vừa mặc mascot mà vừa điều khiển xe nó rất là nguy hiểm không? Nhưng mà không phải tại em, tại tụi nó đẩy em vô bụng. Việc đó thì để chúng tôi điều tra. Còn bây giờ chúng tôi sẽ phạt hành chính và giam xe của chị. Giam xe hả? Trời ơi, em chỉ có một cái chiếc xe đạp để bán kẹo mà bây giờ mà anh giam mà em đi bán gì? Vi phạm là vi phạm. Tôi mời chị qua phòng kế bên đóng tiền. Ủa sao rồi? Bây giờ phải đi đóng phạt hành chính. Thì tao qua tao đóng cho. Cái này mình đóng phạt là xong cán bộ. Trước mắt làm vậy. Nhưng mà nếu mà bên bị hại á, họ có kiện tụng gì đó thì chúng tôi sẽ liên hệ lại với anh. Dạ. Thôi đi vậy. Nhưng mà đâu phải tại tao đâu, tại tụi nó chứ bộ. Thôi đi má ơi, tao tán cho con cái về đi. Đi nhanh. Ngồi hành chay. Ngồi. Ai đĩa cơm nha. Ủa, mà cơm nay có gì anh? Mới dọn ra chưa có gì, hai anh đợi xíu rồi. Ok. Khoan. Cái này cái gì? Cây thông. Cái này cái củi. Thông gì này? Quậy này á. Ý là cho không khí thôi. Ôi, dài cây thông người ta trang trí vị toan nè. Ngồi làm cơm đi, đói á. Đợi em xíu à, ngồi đi anh. Rồi anh này phát ban hay sao nổi gì lum như vậy? Mày ngồi xuống, bố tao à. Lấy đũa nè. Ôi. Xài. Bé heo. Nè, tụi bay muốn gì nữa hả? Có gì đâu, chị Nam. Hôm trước bọn anh trêu em cũng hơi quá nhỉ. Thì lên phường nên anh cũng hơi ngại. Hôm nay em mua kẹo cho em coi như xin lỗi, ok không? Thật không? Thật chứ đùa gì, mặt anh uy tín như này mà em buồn cười. Nè. Còn bao nhiêu? Vậy anh lấy đi. Mua 10 cây thì tôi giảm giá cho. Ui xài, 10 cây với anh quá đơn giá. Bây giờ chỗ này có bao nhiêu nhỉ? Thôi khỏi cần đếm. Lấy hết chỗ này luôn. Anh lấy hết chỗ này nhưng mà mới một điều kiện. Đấy là em phải ăn hết chỗ này thì anh mới trả tiền. Được không? Chơi đi, sợ gì ơ? Thôi anh trai, mua giúp nó là vui, bắt nó ăn thì sao được. Ê, mày ăn cơm, nó ăn kẹo, chả liên quan gì nhau. Mày xíu vào chuyện làm gì? Không, ý là ăn gì đâu có được. Trời ơi. Ê, kệ đi, không sao đâu. Có nhiêu đây, tao ăn chút xíu là hết à. Mày bị khùng hả mày, sao mà ăn được?
Mày cứ lo việc mày đi, tao lo việc tao cho. Yên tâm. Cởi mày luôn. Nhanh. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Ui xoài, nó có bảy cái thôi em ạ. Em mà ăn thế này thì đến mai chẳng hết được cái đống kẹo này luôn. Nhanh lên, anh bóc nữa cho ăn đi. Nè, ăn đi, đây là... Phải... Ăn nữa đi, đây còn nhiều lắm. Này, anh bóc nữa nhá. Đây, cầm cái này ăn luôn, cầm đấy. Em cầm đi. Nước đây, nước đây. Ui giời, uống nước đi, ăn tiếp. Uống mạnh vào. Cái gì đây? Này lương, nước mắm mà. Giải nước nào mà chẳng là nước, uống đi. Không được nữa rồi. Uống nước mắm kiểu này, ăn kẹo nữa là chắc là chết em luôn á. Ui giời, thế bây giờ như nào, tính bùng kèo hay sao? Không có, không có. Bây giờ không ấy, anh cho em đi kiếm nước em uống cái đã. Xong rồi em quay lại, em ăn tiếp cho. Rồi nhớ nhá, nhanh tốc độ lên thì còn nhiều kẹo lắm. Nhanh lên nhá. Nè, quả này có mà uống nước no bụng không bao giờ ăn được hết chỗ kẹo này luôn. Dạ. Gì đấy, bình tĩnh. Rồi, ông ấy, anh trả tiền cái số kẹo này cho em đi. Chứ em không chơi nữa đâu, em không ăn nổi nữa rồi. Cái gì? Cái gì? Trả tiền á? Này, anh nói em sao nhở? Em ăn hết cái rổ kẹo này thì anh mới trả tiền cho em cơ mà. Đúng không? Với lại, nãy giờ kẹo toàn em ăn, có anh ăn cái nào đâu, đúng không? Má anh nói chuyện gì kỳ vậy? Nói vậy là mấy anh không muốn trả tiền cho em hả? Ô, tất nhiên rồi. Bây giờ không thích trả thì làm sao? Rồi, ăn đi, ăn đi, tao trả đó. Làm gì hai đàn trai ăn hiếp đứa gái hả? Kiểu gì vậy? Về đây không bán nữa. Ý mày sao? Mày khinh thường bọn tao hả? Đập quán nữa tao. Là gì mày? À, mày làm gì em tao á? Hả? Hả? Sao? Ê, cái gì đấy? Cái gì con heo này? Ê dạ! Mà cô dừng lại! Ê! Ê! Dám đánh con trai tao hả? Tao đánh cho mày quẹt rồi! Tao đánh cho quẹt rồi! Ê! Mày làm gì hả? Làm gì hả? Đó! Mày có nhìn thấy cái gì không? Camera đó! Tao báo công an rồi! Mày ghi hình cán bộ mày! Dám chạy khỏi đây không? Đi đi! Có người đón kìa! Tiền đây, tiền kẹo đây, nhanh lại lại đây, giữ mặt với mày. Tiền kẹo của tụi nó nè, tụi mày nữa, tao dễ lắm. Trời ơi, giờ tụi bay ăn hết kẹo thì tụi bay về thôi, còn ăn không hết thì tao đưa cái clip nè, có camera, tụi bay đập phá quán tao đưa mấy anh công an. Còn sau này mà tao biết tụi bay đi kiếm mấy cái người như tụi nó mà phá rồi ăn hiếp á, là tao cũng đưa cho mấy anh công an xử lý tụi bay luôn. Dám đập phá quán tao à? Nhanh, nói. Em biết lỗi rồi, anh tha lỗi cho tụi em. Từ nay chừa đi nha. Bỏ cái tật ăn hiếp phải yếu đi nghe chưa? Bên. Thôi, ngồi lấy cơm nha. Thôi, đừng buồn anh nghe con. Ăn cơm rồi rửa tí. Bé bánh đồng xu. Rồi mang bánh qua cho tôi luôn ha. Dạ. Quên tạt đầu. Anh ăn đi. Thử hả? Cho thử luôn hả? Em qua tặng anh mà. Thì ăn thôi. Ngon. Mịn nè. Dai nè. Ngọt béo có đủ nè. Nhưng mà sao? Bị khét. Sau là gia giảm cái nhiệt độ lại cho nó phù hợp xíu với em. Bán nó mới được chứ không là phá sản đó. Thì bởi vậy, khét vậy cho nên mới hết thời đó. Bây giờ là thời của anh nè. Thì thời đại bây giờ mà. Mình làm cái gì cũng phải cập nhật xu hướng. Vậy mình buôn bán nó mới gặp thời, mới phát tài được, hiểu không? Sao? Góp vốn với anh không? Ngoài kia khó khăn quá vậy để anh lo. Thiệt không? Thiệt. Nói lời phải giữ lấy lời nha. Làm gì đây à? Thì đi uống trà trên chứ làm cái gì?
Uống trà hay em uống nó mà em quấn quéo hết lên vậy? Thì uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Thôi cha nói xàm đi cha. Thằng nào vậy em? Nhìn không biết hả? Người yêu Ngọc. Về. Anh bỏ ra, đau tay em quá à. Thái độ gì á? Ở đây không có nhu cầu coi drama tình cảm. Nếu mà muốn diễn đi chỗ khác diễn, để chỗ cho tôi làm ăn buôn bán nữa. Anh là bạn trai cũ của em thôi à. Ủa, chia tay nè bạn trai cũ. Thì bây giờ chia tay nè. Anh thử nghĩ coi, tối ngày á đẩy cái xe cơm đi bán dạo dạo gì hoài à. Rồi biết khi nào mới có tiền cưới tôi. Thanh xuân con gái chỉ có một thời thôi à. Tôi không thể nào đợi mấy người giàu chậm như anh được hết đó. Em suốt ngày em cứ chen chen rồi xu hướng. Em thấy mấy cái bánh đồng xu này không? Được mấy bữa. Tôi không có quan tâm đâu. Tôi bây giờ tôi chỉ biết á là trên trà chanh giả tay của anh Hưng đang hot nè. Anh Hưng đang kiếm rất rất là nhiều tiền. Còn anh á thì tối ngày đi lượm mấy cái bạc cắt bạc lẻ đó. Biết khi nào mới giàu. Thôi đi về đi anh ơi. Ôi vơ nó chua quá chua còn hơn chanh tao bán. Nói gì mày? Tôi nói gì nghe được nghe không nghe được thôi. Thôi đi, đi về đi anh ơi. Về thì về, sau này đừng có hối hận. Cũng thiệt. Bạn biết gì chưa? Gì? Trời, con Ngọc nó đang livestream cho thằng Hưng bán trà xanh giã tay kìa. Quá trời người xem luôn. Chưa hết, mà còn quá trời người mua. Đây, tao cho mày xem luôn. Thôi, hôm nay nói tao mấy chuyện đó làm chi? Cái thằng này, hôm qua nó mới ngang nhiên là chia tay với mày xong. Hôm nay lại công khai cái thằng người yêu của nó là cái thằng trà xanh giã tay. Mày để yên được thế, mày không tí nhục à? Quan trọng gì đâu tức. Không quan trọng, không quan trọng, không đi bán cơm thì ngồi nhà mà đống thì không có mật gì bán chài. Coi như tao lộn đi nhưng mà tao tức. Bây giờ mày phải làm cái gì mà chen hơn nó, hot hơn nó chứ. Nhà tao bán cơm hai ba đời, hay là mày kêu tao đi làm mấy cái đó rồi bỏ bán cơm hả? Mấy cái đó nó chỉ nhất thời thôi, làm sao qua được cơm được. Cái thằng này sao có thằng bạn nó hèn thế nhỉ. Hay bây giờ đang có cái vụ gì mà Thanh Long gì ấy, mày làm cái đấy thì chắc chắn ăn luôn. Thôi mệt quá, mày qua đây mày động viên tao hay là mày qua đây mày xài xẻ tao đi về đi. Tao tự nghe podcast tao tự chữa lành tao. Rồi thì đấy, chữa lành nhé, khi nào ổn thì quay lại làm giúp tôi. Mệt ghê. Ngủ hoài vậy? Thấy trưa trời trưa trật rồi không? Không chịu lo đi chợ đặt đá mua chanh, rồi đi chợ về nấu cơm. Nằm đó ngủ hoài, ngủ cả đêm chưa đủ hả? Cô làm biến cỡ này không hiểu tại sao thằng người yêu cũ cô nó chịu cô được hay ghê đó. Thì tại tối qua dọn quán trễ quá cho nên em mệt, em nằm có một chút rồi mà. Ý là bây giờ than. Ăn thì như cái hạm, làm thì không bao nhiêu mà hỏi ra là than à. Có bắt tôi nuôi cô hoài hay sao? Em có bắt anh nuôi đâu, thì em cũng làm cùng anh mà. Thì không phải là bao lâu nay tôi nuôi cô hả? Tôi nuôi thì nó cũng phải có cái giá của nuôi chứ. Nuôi cô bao nhiêu lâu rồi, bây giờ cô phải biết tự đi làm đi. Thấy bây giờ bạn ế không? Bạn ế là tức có nghĩa cái trend này nè, nó sắp hết thời rồi nha. Cô phải lo đi kiếm việc làm, cô sắp chuẩn bị cô nuôi tôi lại rồi đó. Ở đó mà ngồi không hoài đi. Em đâu biết làm gì đâu. Với lại sao mà em nuôi anh được? Anh là bạn trai em, anh phải nuôi em chứ. Thì lâu nay tôi nuôi rồi, bây giờ cô nuôi lại chứ không lẽ ăn bám tôi cả đời. Đứng dậy đi chợ còn ngồi đó nữa. Anh đưa tiền đây. Mở miệng ra tiền, mở miệng ra tiền. Hãm gì đâu. Anh tới đây làm gì? Em ăn gì chưa? À, em ăn cơm. Tôi không có ăn đâu. Anh đi đi. Ôi giời, cái thằng này suy thế nhỉ. Tao nó không nghĩ là mày còn thương con Ngọc thế đâu đấy. Hết hôm nay thôi. Hết hôm nay là anh này không có thương Ngọc. Ôi giời, nốt hôm nay mà như này thì mai chắc gì nó còn thở. Không. Tao là một thằng cố chấp nữa. Tao là tao cứ cố chấp, tao cứ bán cái cơm truyền thống của tao trong cái thời buổi xu thế thay đổi này. Bây giờ người ta theo trend đó rồi, tao bị rớt lại, tao mất luôn bộ. Được chưa? Mày mà cứ như này tao mách má mày á. Mày đừng mách má tao. Một mình tao đau là đủ rồi. Mày mách má tao ba đau lòng. Ừ đó, còn biết thương gia đình vậy được rồi. Để, ngồi im lấy tao đi lấy thau cho. Trời ơi, không biết kiếp trước mình nợ thằng này cái gì.
xong, dẹp quán. Ủa dọn xong rồi hả anh? Xong gì? Kiếm được việc làm chưa? Em tưởng anh nói giỡn chứ. Trời má ơi, cái quán dọn xong rồi, thất nghiệp tới nơi rồi mà vẫn tưởng là giỡn hả? Bây giờ cô phải kiếm việc làm, cô đi làm cô nuôi tôi. Cô trả nợ cái thời gian qua mà tôi nuôi cô. Trong cái lúc mà tôi chờ cái trend mới đó lên, cô hiểu không? Sao mà cứ chây ì ra đó hoài vậy? Mà giờ em không biết chỗ nào nhận em nữa. Em không biết làm gì hết trơn á. Không biết làm cái gì thì bởi vậy mới phải đi kiếm. Cái điện thoại xịn nó cầm để làm gì? Không lên kiếm việc làm đi, tối ngày coi ba cái tàu lao không à. Anh hết thương em rồi. Thương thương, thương quá tới cục xương cũng có mà gặm chứ đó mà thương. Bây giờ ôm nhau đi xuống mồ luôn đó, lúc đó mới là thương đó. Làm sao? Bây giờ không có công việc nè, không có tiền nè. Mà không có tiền là không có tình yêu gì hết. Hết, giải tán. Đi về. Có ăn bám là giỏi. Anh ơi, em buồn quá à. Ăn gì anh lấy cho. Em ăn gì cũng được. Anh ơi, cho em xin lỗi nha. Lỗi phải gì đâu. Anh quên rồi. Chứ anh cũng quên em. Chà chanh giả tay hết trên. Anh ta cũng bỏ em luôn rồi. Thì cái đó cũng là sự lựa chọn của em. Anh ơi anh, em biết em sai rồi. Hay là bây giờ mình quay lại nha anh. Em á, lúc nào á em cũng chạy theo trend hết. Mẹ em không biết cái người yêu thương em thật sự là anh. Anh ơi, anh bỏ qua cho em, mình quay lại nha anh. Anh nói nghe nè, cái gì mà nó nhanh đến nó cũng nhanh đi giống như trend vậy. Cảm thấy cơm. Thí dụ bây giờ một ngày em không ăn cũng được, nhưng mà em đâu thể nào em nhịn cả tuần, cả tháng, cả năm được. Em biết lỗi của em ơi. Mình làm lại được không anh? Em đi theo người ta, em đi theo cái trà chanh giả tay gì đó. Đó, em bỏ anh. Rồi giờ người ta giả em, giả nát bét luôn, xong giờ em quay lại em đòi gì? Ăn cơm của anh em thấy gì bất công nha. Thôi, ngồi đi. Lấy cơm cho ăn thì tính. Làm gì mày? Có làm gì đâu. Người ta đang muốn thử là lần đầu tiên cha thanh long có trong nồi cơm. Mày đừng có điên nha mày, không phải cái nào mày cũng nấu được đâu. Trời ơi, thời buổi này rồi mày phải bắt trend đi. Nhà nhà bây giờ là người ta hả? Trend trái thanh long là cái gì cũng có ở trong cái đồ ăn hết trơn đó. Tao thấy một mình cái mì gì đó là được rồi, đừng có bỏ vô cái nồi cơm của tao. Không biết ngon nữa. Mày ăn đi cho tanh tay mày luôn. Cái khùng mày điên kìa. Mày lo mày đi đón con mày đi học, nó đi học về kìa. Ở đó mày lo la ba cái xàm xàm. Ủa? Mày kêu tao qua đây phụ việc bán cơm với mày, xong mà mày kêu tao hả thôi đừng làm này kia nọ. Rồi vậy thôi, vậy mày làm hết đi. Mày làm đi nhưng mà vẫn phải trả tiền cho tao nha. Con này sao nó trả treo quá. Mày lo mày dọn dẹp đi, hồi khách vô mà xách cái quần lên mày chạy. Thì chừng nào nước tới cổ rồi hãy bơi. Luôn kìa, về kìa. Thưa má, chào chú Vinh, con mới về. Mới đi học về á con. Lại đây nói nghe nè. Chơi với bà Thơm, xong rồi một lát nữa ra ăn cơm. Hả? Đi đi. Ê, mày nói chuyện giống như là con mày này nhà mày luôn. Thì cứ coi là vậy đi, sớm muộn gì nó cũng là nhà tao thôi. Trời, dép mày bây giờ. Bởi vì em quá xinh đẹp. Ủa má ơi, má má. Gì vậy? Ủa cái đóng chuyện rồi. Cái gì mày đi chứ, về nhà mày la toán cái miệng này vậy. Chuyện tranh cái gì, hồi chiều con Vi nó qua đây nè. Nó lấy nó đọc, tao thấy nó thích quá, để tao cho nó. Chứ mày có đọc đâu. Cái gì cho, trời, ba cái đóng chuyện kỷ niệm con nhỏ lớn tự nhiên cho là cho. Ủa sao má không hỏi ý kiến con? Tao thấy mày có đọc đâu rồi mày để bụi bặm, tao suốt ngày tao lau. Mai mốt bán tranh trai à. Thì con có đọc hay không là cái chuyện của con, nhưng mà cái đó là đồ của con. Má làm vậy là má xâm phạm quyền cá nhân con rồi. Thôi được rồi,
Tôi cho tiền ông là ông đi mua bà khác được chưa? Cái vấn đề không phải là tiền má, hiểu không? Cái vấn đề đây là nó là cái mấy cuốn chuyện kỷ niệm của con nhỏ lớn, giờ tiền có mua được đâu. Được rồi, ngày mai tao nói con Thương mang trả cho mày. Mày á, ngần này tuổi đầu mà chuyện mấy tranh, vợ thì không lấy, chuẩn bị thành thằng hâm rồi đó. Tự nhiên trả mày nè, có mấy cuốn chuyện mà cũng dành với con nít nữa. Chứ mày mà dằn mâm sáng chén ai vậy? Mấy cái này cũng vàng tao không đó. Mày có bình thường không vậy? Mày nè, làm sao mà biết được cái giá trị của nó? Mày phải trân trọng mấy cái ký ức này, mày biết được giá trị của nó như thế nào. Chứ là tao không thích con mày tự tiện vô phòng tao đâu. Nè, nó là con nít thôi, nó không biết cái gì dần á nè. Là má mày kêu nó vô phòng chứ không phải là nó tự tiện vô đâu. Cũng cái kiểu mà con nít không biết gì của mày với má tao mà bày cho tụi nó mấy cái tính hư á. Trời ơi, mày phải dạy cho nó biết cái nào là cái quyền riêng tư cá nhân của người ta, muốn vô vô hả? Ủa, ý mày là tao không biết dạy con á hả? Thì má mày cũng quan điểm lắm. Mất dạy nha, về mày. Vào mà kêu. Ân nặng với Diêu Vinh nè. Cảm ơn con. Đi về con, bữa nay mình không ăn cơm nữa, mình ăn mì thanh long. Món đó có ngon không má? Ngon hơn cơm của chú này. Con hư tại mẹ. Vinh, mày mới nói cái gì vậy? Nói gì đâu. Mày, mày trả tiền cho tao chưa mà mày uống như cậu không nước vậy? Con uống rồi, lát mẹ con ra trả tiền nha chú. Chú? Mày nhìn tao như vậy mà mày kêu tao là chú. Rồi má mày đâu? Mẹ con đi vô chợ lát ra liền. Mày mới có bay lớn rồi mà học cái thối này của ai vậy hả? Đồ của người ta buôn bán mày vô mày hả? Mày giật mày uống khơi khơi vậy hả? Cái gì vậy? Gì mà đứng ngoài kia chửi nhỏ dữ rồi, nó còn nít mà. Mày coi kìa, đó nó xông vô như giặt, nó cầm lên nó hút, nó không trả tao một cắt bạc đâu luôn. Sao con? Thì con cũng như mọi khi thôi mà, mẹ con nói con cứ ăn đi rồi mẹ con trả tiền sau. Trời ơi. Rồi đẩy ra bịch cái chai nước này tôi cho tiền cho. Ủa, mày biết con này hả? Trời ơi, mẹ nó làm bữa chén bên quán tao bệnh á. Vậy á hả, sẵn thì kêu á hả, kêu má nó về dạy dỗ đàng hoàng chứ không á hả, nó ra đường là hả người ta đánh giá nó đó. Sao ai đánh giá ai, ai dạy dỗ ai? Sao mày có mày, người ta nói đúng người ta nói sai, sao mày dở cái thói cùng đồ mất dạy mày vậy? Là giờ mày binh người ngoài mày bắt nạt con tao hả? Tào lao. Vậy là mày là má của con này đó hả? Trời ơi, hèn chi với hả, đi ra đường mất dạy y gan gì á, kêu sao mà người ta không đánh giá. Sao mày nói ai, mày nói ai vậy hả? Mày à, mày mới mày tự nhiên đánh ta. Trời ơi, tao bị hù nó thôi chứ tao không muốn đâu. Vậy gì giờ sao, giờ sao ai biết làm sao? Hiện tại thì anh Quang không bị sao hết á. May mà có anh Vinh ở đây nè, nới đỡ giùm cho chị. Cho nên là hiện tại là anh Quang cũng bớt giận rồi. Việc của chị hiện giờ là đóng tiền viện phí cho anh Quang, sau đó rồi thăm hỏi động viên ảnh một tiếng đi. Dạ, em biết rồi. Thôi bây giờ chị đưa cháu về nghỉ ngơi đi. Em cảm ơn anh. Cảm ơn mày nha Vinh. Ờ, nghĩa gì? Đó, bây giờ mày thấy không? Cái tác hại của cái việc mà mày không có dạy con mày là cái nào là quyền cá nhân của người ta, cứ đụng cái nào của người khác lấy rồi không hỏi ai hết trơn. Mày, cha mẹ em phải làm gương chứ. Đi. Đi đâu? Mày đưa con Vi về xong mày vô bệnh viện mày xin lỗi người ta chứ đi đâu. Ờ, vậy đi. Em chào anh. Xuống con, má vô má giao đồ cho người ta.
Thôi, đây. Nè, à, đồ của mày nè. Thôi hai má con mày ngồi ăn cơm cái đi đi. Trời, nay cô gà kho gừng hơi bị đỉnh. Cũng được, ngồi con. Rồi, cơm gà. Mời. Ăn đi con. Nhanh là đi học. Ngon không? Ngon. Gà chú Vinh làm mà. Ăn gà đi con. Ăn nhiều vô, ăn cho mau lớn. Sao, ngon không? Dạ ngon. Thôi, của đi thay người con. Dì ơi, gia tài con có mỗi một chiếc xe để đi giao hàng nuôi con thôi à. Mà bây giờ mất rồi con không biết làm sao hết trơn hết. Thôi gì có cái xe đạp ấy, con lấy mà đi, rồi còn chở con bé Vi đi học nữa. Đúng rồi, có gì ăn cơm đi tính. Con mẹ đói hết trơn kìa. Con đợi má con ăn rồi con mới ăn. Con ăn đi rồi đi học chứ má bụng dạ nào nữa đâu mà ăn. Trời ơi lo quá à. Vài bữa nửa tháng thì mấy ông công an cũng kiếm cả xe mày thôi. Chút mắt ăn cơm đi, còn cái chuyện công việc của mày thì bí quá thì qua đây làm, mày ta trả lương cho. Cảm ơn mày. Thôi hai má con ăn cơm. Em cơm nếu con. Theo như hình ảnh mà chúng tôi đã trích xuất từ camera thì kẻ cướp là nam giới, dáng người đậm, nhưng mà vì người đó đeo khẩu trang cho nên hiện tại chúng tôi cũng chưa thể nhận diện ra được. Ủa vậy chiếc xe bây giờ có ai đem bán hay như nào không cán bộ? Khi mà nhận được tin báo á, thì chúng tôi đã cho khoanh vùng và theo dõi. Nhưng mà hiện tại cũng chưa có thông tin của chiếc xe. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, chắc chắn chúng tôi sẽ bắt được kẻ cướp. Dạ, chăm sự nhờ mấy anh đi chứ hai mẹ con nó cũng tội nghiệp, có mỗi chiếc xe đi làm. Dạ, cảm ơn anh. Thôi, đem ra kia. Ê Vinh, tao dọn dẹp xong hết trơn rồi đó. Bây giờ là tao đi đón baby nha. Ờ, tao đưa tiền công của nay luôn nè. Nè. Cảm ơn. Rồi coi đón Vi qua đây cho nó ăn cơm đi đỡ tốn tiền. Ừ, cũng được. Xong đi đi. Mày cho tao mượn 2 triệu đỡ được không? Tao đóng tiền học cho ông Vi rồi tao, có gì tao kiếm tiền tao trả lại cho mày. Mày bà có nội tao luôn á. Nè, ứng tiền hàng đưa cho má luôn đó má. Nè. Đó. Rồi, đi đi. Cảm ơn. Mắc nợ. Ủa anh, xe của nhà anh Thương sao anh? Trước mắt thì chúng tôi có nghi ngờ một vài đối tượng, nhưng mà hiện tại vẫn chưa đủ chứng cứ để ra lệnh bắt. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, xe của chị Thương chưa bị tiêu thụ đâu. Có thể là thủ phạm cũng đang giữ đó. Nhưng mà có khi nào nó gã cái từng món nó bán không? Cũng có khả năng này. Nhưng mà theo như chúng tôi ghi nhận á, là việc này chưa xảy ra. Lấy hàng anh ơi. Lấy hàng nè. Nó mới biết sợ. Trời ơi, bớt bớt đi. Có gì để công an giải quyết. Cộng đồng nó lên phường liền. Nhanh. Ủa chói này rồi tôi kêu mấy anh công an xuống. Để tao. Đưa tay này. Đưa cái tay này. Ăn chậm cấp. Quỷ sống. Nhờ có anh Binh mà chúng tôi bắt được cướp rồi. Xe của chị nè. Em cảm ơn anh. Không có gì đâu, trách nhiệm của chúng tôi mà. Thôi tôi về trước nha. Cảm ơn anh. Mà kiếm được xe là mừng rồi con. Cảm ơn mày nha Vinh.
Không có mày với lại gì á thì chắc là mấy bữa nay tao không biết tao làm sao nữa. Thôi nghĩ gì, bạn bè không à. Lần sau cẩn thận xuống nhớ rút cái chìa khóa ra. Sao vụ này là tao nhớ cả đời luôn á. Rồi bây giờ có xe có phụ quán tiếp không? Sao không? Trời ơi, quán phụ kiếm thêm chứ được đồng nào hay đồng đó. Thôi con đi giao hàng á cũng hết cả ngày rồi, tối còn lo cho bé Vi nữa. Mà từ lúc con về giờ á, dì thất nghiệp, để dì phụ cho nhé. Dạ. Thôi giờ đi mì cơm bán. Đi đi, chuẩn bị ông khách đến rồi. À, bán người ta cướp. Cướp. Bán người ta cướp. 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 Bán người ta cướp. 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 Cướp này, cướp này. Cướp. Cướp. Bán người ta. Cướp. Thôi của đi thay người mà. Ôi dì ơi, gia tài của con. Bên kia đang nhậu. Ê Vinh, tao dọn dẹp xong hết trơn trọi rồi nha. Giờ tao đi đón bé Vi. Má mày mày thoại vừa đi vừa đây qua đây thoại gãi bắt mày. Má làm diễn viên như năm đứng đây mẹ đi. À đó đứng đó. Đi lưu ra thôi. Nghĩ sao vừa thoại vừa đi. Tao muốn giống trong đó phim nha, gia đình. Tao đừng có. Nhờ có anh Vinh mà tôi bắt. Kiếp. Kiếp. Nhờ có anh Vinh mà chúng tôi đã bắt được trộm. Tao đang bấm thoại thoại gì. Tắt cái vô đây. Tắt rồi đó nhưng mà nó không được. Tắt. Em cảm ơn anh. Không sao, đó là bổn phận của chúng tôi.